mọi người, thì hôm nay mình lại mang đến cho mọi người một sản phẩm vừa không mới cũng không lạ đến từ chiếc AirPods 3 này với mức giá là 4.490.000 đồng. Liệu có thật sự đáng mua trong thời điểm hiện tại này hay không nha? 2 năm qua mình là người sử dụng chiếc AirPods 2 này, và sau khi mình sử dụng chiếc AirPods 3 này thì ok, thì hôm nay mình sẽ nói về cái trải nghiệm của mình trên chiếc AirPods 3 này nhé. Nhìn sơ vào chiếc AirPods 3 này thì mình cứ tưởng đâu là chiếc AirPods Pro vậy, nhưng mà mở vào bên trong thì lại nhìn khá là giống với chiếc AirPods 2. Mình nghĩ là nó là con lai giữa AirPods 2 và AirPods Pro. Nếu nhìn vào chiếc case đựng thì khá là giống case của AirPods Pro, cũng ngang nè nhưng lại nhỏ hơn AirPods Pro một tí. Nếu mà xoay dọc thì kích thước cũng nhỏ hơn chiếc AirPods 2 thôi. Nên là khi sử dụng thì nhớ mua case để bảo vệ để khỏi xước nha. Và AirPods 3 này vẫn có đèn LED nè, thông báo ở mặt trước và nút reset ở mặt sau. Bản lề thì khá là chắc chắn, nhưng mà để giữ được cái độ bền lâu thì nhớ là đừng có dùng lực quá mạnh đó nha. À, nói về cái 500 của chiếc AirPods 3 này thì mình thấy nó khá là chắc chắn so với chiếc AirPods 2 mà mình đang sử dụng. Mở ra mở vô thôi là cũng đã thấy nghe tiếng tiếng tiền đó mọi người. Nếu mà chật như vậy thì khỏi rơi cái phần tai ra nè. Tại vì mình dùng AirPods 2 nên là thấy cũng hơi lỏng một tí, nên là AirPods 3 500 kit như vậy thì khỏi lo rơi nữa nha. Ok, giờ thì tới phần tai nghe bên trong. Đây chính là cái bạn quan tâm nhất nè. Với phiên bản này thì có sự thay đổi cực kỳ lớn trong thiết kế so với AirPods 2. Nhìn thì giống AirPods Pro nhưng lại không có nút đệm cao su, và khả năng bám tai thì lại ở dạng AirPods. Cảm giác đeo khá là nhẹ, nó chỉ đâu đó tầm 4,3 gram mà thôi. Nếu mà bạn không thích nhét sâu vào bên trong tai hay là dễ bị cấn tai thì mình khuyên là các bạn nên dùng chiếc AirPods 3 này luôn nha. Vì thiết kế ngắn như AirPods Pro mà lại không có nút nhét cao su như AirPods 2, quả thật là mình thấy rất là thích luôn đó. Và AirPods 3 năm nay sẽ có thêm cho anh em đó chính là phần cảm ứng lực, không cần táp táp lên tai như AirPods 2 nữa mà chỉ cần nhấn vào như thế này thôi nha. Trên chiếc AirPods 3 này thì cũng dùng con chip H1 như là chiếc AirPods 2 thôi, cũng không phải là một con chip nào mới hết. Nhưng mà con chip H1 trên AirPods 2 đã rất ok rồi. À, còn nói về kết nối thì các bạn lưu ý một điều nhỏ là phải cập nhật lên iOS 15.1 trở lên nha, thì nó mới có thể kết nối và dùng full chức năng và cũng như là công dụng của nó. Rồi bây giờ nói về chất âm nhé. Với con tai nghe AirPods 3 này thì mình thấy chất lượng cải thiện hơn so với AirPods 2 rất là nhiều. Khi mà nghe âm bass thì rõ ràng là mạnh hơn và lực hơn, nhưng nếu so với in-ear của AirPods Pro thì không bằng rồi. Để đánh đổi cái cảm giác đeo thoải mái thì chất lượng như thế này là quá phù hợp với nhu cầu của rồi nha. Giống như là hỗ trợ Adaptive EQ như là âm thanh không gian này. À, mà nói đến âm thanh không gian thì đây là tính năng nổi bật nhất trong AirPods 3 này nha. Bạn có thể nhấn giữ ở ngoài màn hình và biểu tượng tai nghe và thay đổi chế độ như là cố định nè, đã theo dõi đầu nè. Khi đó bạn quay đầu đi đâu thì sẽ nghe thấy âm thanh ở đó như là dạng 3D luôn. Như là bên trái cũng có, bên phải cũng có, ở bên trên hay là bên dưới đều có luôn. Ok, thì nói về thời lượng pin của con này khá là trâu. Tới tầng 6 giờ khi sử dụng liên tục, 30 giờ sử dụng với vỏ case, sạc được với cổng Lightning ở dưới hoặc là cáp sạc không dây khoảng tầm 2 tiếng là đầy rồi. Và với hiện tại, với chiếc AirPods 3 này đang có mức giá là 4.490.000 đồng tại Minh Tuấn Mobile. Nếu so với giá của chiếc AirPods Pro thì giá cũng tầm 4.790.000 đồng thì cũng không khác gì nhiều lắm đâu. Với ai thích nghe chống ồn thì hãy chọn AirPods Pro, còn với ai mà thích nghe những cái âm thanh thoáng tai giống như mình thì cứ chọn AirPods 3 là lựa chọn rất là đúng đắn rồi nha. Và đó là những trải nghiệm của mình về chiếc AirPods 3. Còn bạn, nếu bạn đã và đang và chưa sử dụng thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên like và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.